Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2023, tại nhà văn hóa thôn Trường Khạt, xã Đồng Lương, Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh tổ chức hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật theo nội dung số 02 tiểu dự án 1 thuộc dự án 10 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi. Hội nghị đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo chuyên viên phòng tư pháp huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, cán bộ công chức tư pháp xã Đồng Lương. Tại hội nghị, người dân đã được nghe các báo cáo viên pháp luật của huyện truyền đạt nhiều nội dung cơ bản trong luật hôn nhân và gia đình, luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, như các khái niệm về hôn nhân, gia đình, những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình, điều kiện kết hôn, xử phạt vi phạm điều kiện kết hôn, thẩm quyền đăng ký kết hôn, quyền và nghĩa vụ về nhân thân của vợ, chồng, xác định cha, mẹ con, một số quy định về ly hôn, những nội dung cơ bản của luật hộ tịch, các thủ tục đăng ký hộ tịch tại cấp xã như khai sinh, đăng ký nhận cha mẹ con, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, những quy định về phí, lệ phí đăng ký hộ tịch. Buổi tuyên truyền được thực hiện lồng ghép qua việc trao đổi xử lý các tình huống thường gặp trong cuộc sống hàng ngày, góp phần giải đáp thắc mắc cho người dân trên địa bàn, đồng thời nâng cao hiệu quả tiếp cận của người dân đối với các nội dung pháp luật liên quan. Hội nghị nhằm nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số trong tình hình mới.